đỉnh điểm tấn công của Genesis Chevania. Riêng và châu Á nói chung thì Philippines vẫn là một cường quốc về quyền Anh. Và bây giờ thì phá cửa cắt của Su Chao Tao. Thẻ đỏ rất hay. Rất cao giữa Su Chao Tao và Genesis. Tuy nhiên Su Chao Tao vẫn đang rất kiên trì. Võ sĩ Trần Văn Thảo của chúng ta. Trần Văn Thảo nói rằng anh của Genesis Sylvania, nhưng Su Chao Tao thì cũng đã phản đòn. Hay phải đang rộng các bạn, nhưng anh dần bắt nhịp được với những đòn tấn công của Genesis, bắt nhịp được không? Genesis đã rất chủ động cho mình, phải rất nặng của Genesis trên ba địa bàn. Ballroom của tập quay 100 feet, chúng ta có